trò hề của Tân Đại sứ Mỹ. Mới đây, Tân Đại sứ Mỹ Mark Napper đã đăng video trên Facebook Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam khen ngợi Phạm Thị Đoan Trang, đối tượng bị lệnh án 9 năm tù vì xuyên tạc, chống phá đất nước. Trong video, đại sứ này ca ngợi Phạm Thị Đoan Trang là tù nhân lương tâm đáng trân trọng, là người phụ nữ vĩ đại của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ noi gương và học hỏi theo. Đại sứ cũng khuyên những người phụ nữ Việt Nam cần học tập làm việc theo tấm gương của Trang để bình đẳng giới. Bên cạnh đó, ông ta nói quan điểm của Hoa Kỳ cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Đại sứ của một quốc gia luôn nhận là pháp quyền, văn minh lại đi ca ngợi một đối tượng vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền của nước sở tại, thực sự không còn gì để nói một cử chỉ vi phạm nguyên tắc ngoại giao quốc tế thử hỏi nếu chính quyền việt nam đi ca ngợi các đối tượng trong tổ chức chống lại chính quyền mỹ thì mỹ sẽ tỏ thái độ như thế nào dẫu biết mới nhậm chức ham hố thể hiện mình này thì đúng là đi vào lòng đất bao nhiêu tấm gương như bà nguyễn thị bình bà tôn nữ thị ninh bà nguyễn thị định không học đi học một đối tượng tù tội chống phá xuyên tạc bó tay với xứ văn minh Hiện hàng trăm người Việt cũng như Việt kiều trực tiếp lên án phát ngôn của ông Đại sứ ngay trên fanpage của Đại sứ quán Mỹ. Sự phẫn nộ hiếm có, hầu hết các bình luận khuyên ông Đại sứ nên quan tâm giải quyết các vấn nạn nhân quyền của chính nước Mỹ như tham nhũng, gian lận bầu cử, phân biệt chủng tộc. Xin giới thiệu một bình luận khá ôn hòa của một thầy giáo tiếng Anh Xuân Thành Vũ. Một ông đại sứ thiếu hiểu biết ca ngợi một kẻ chống phá nhà nước Việt Nam, bảo sao các quốc gia trên thế giới gọi Mỹ là những kẻ xảo trá. Giọng lưỡi của các ông đầy sự hôi tanh bẩn thỉu của những con kền kền xấu xí làm vấy bẩn sự thịnh vượng của bất kỳ quốc gia nào các ông đi đến. Trong quan hệ ngoại giao, tôn trọng thể chế và pháp luật của đối tác là điều căn bản. Tuy nhiên, các ông lại luôn thể hiện sự thượng đẳng trong quan hệ, áp đặt và thể hiện sự nắm gân chỉnh cốt các quốc gia khác, Mỹ lắm kẻ thù là vì thế, nói đến Mỹ, họ nói đến thần chết, tai họa, nói đến Việt Nam, họ nghĩ đến anh hùng, đó là sự thật. Quả thực dân Việt không dễ tẩy não đâu, ông Tân đại sứ, ông chọn nhầm đối tác rồi.